Bạn sẽ làm gì khi bị đà điểu tấn công? Theo mình nghĩ, phản ứng chung của mọi người khi bị đà điểu tấn công sẽ chọn là bỏ chạy. Nhưng đó là điều sai lầm khi đối mặt với đà điểu nhé, vì tốc độ của đà điểu có thể đạt đến 45 m/s. Chúng sẽ knock out bạn từ phía sau. Thay vào đó, bạn chỉ cần trốn vào bụi rậm hoặc một nơi khuất để đà điểu không thể tìm ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng một cây xảo hoặc cành cây dài chọc vào cổ đà điểu để đuổi chúng. Thêm một cách nữa là nằm xuống đất giả vờ chết. Lúc này, đà điểu có thể đứng trên bạn, ngồi trên bạn, nhưng mặc kệ, ngồi chán chúng sẽ bỏ đi ngay thôi. Nhưng cách an toàn nhất mà mình nghĩ vẫn là luôn tôn trọng những con vật, đừng chọc phá chúng thì chúng cũng sẽ rất thân thiện và đáng yêu lắm nhé.